Một trong những cách để vượt qua nỗi sợ hãi là chấp nhận sự tồn tại của nó. Bạn hay tôi, ai cũng đều có nỗi sợ, chẳng có gì phải xấu hổ hay che giấu. Hãy thử đào bới thật sâu để khám phá nguyên nhân gốc rễ của nó. Nỗi sợ thường xuất phát từ sự không chắc chắn, sự lo lắng về tương lai hoặc những trải nghiệm trong quá khứ. Bằng cách hiểu rõ nguyên nhân của nỗi sợ, chúng ta có thể dần dần giải phóng bản thân khỏi sự cản trở của nó. Hãy nhớ rằng mỗi thử thách và khó khăn trong cuộc sống là cơ hội để chúng ta phát triển và trưởng thành. Và nỗi sợ là cần thiết. Vì nếu không biết sợ, chúng ta sẽ giống như những con thiêu thân lao vào lửa và không biết rằng bản thân ta cần và thiếu điều gì để trở nên tốt hơn.